Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đề tài thầy kính gửi đến quý vị hôm nay là các thực tập căn bản của Phật tử tại gia. Thông thường trong mỗi ngày tu chủ nhật đó, có 70% là Phật tử cũ, 30% Phật tử mới toanh. Thì những đề tài như ngày hôm nay đó là vỡ lòng, vẫn hữu ích cho những người mới toanh. Phật tử lâu năm đó, thì đã biết rõ hết rồi, nhưng thông qua pháp thoại này đã ôn lại, đánh giá lại để thấy rõ việc thực tập của mình đó là đạt được chuẩn mực chưa. Nếu chưa đạt được chuẩn mực đó, thì cố gắng điều chỉnh. Thứ nhất, chính thức làm đệ tử Phật qua lễ quy y. Từ đề này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thực sự là rất cần thiết. Vì có nhiều người đó tự nhận mình là đệ tử Phật, đi chùa cũng rất lâu năm, nhưng không thèm quy y. Cũng có thể phát xuất từ nguyên nhân có thành kiến với một thầy, một sư cô nào đó từ thuở ấu niên, là khi chứng kiến một hành xử nào đó của tăng ni mà người Phật tử đó cảm thấy không hài lòng và kính phục, thì cái ám ảnh này nó có thể đeo bám cả một kiếp người. Cho nên nhiều người nói tôi quy Phật chứ tôi không quy tăng, làm lễ quy y thì phải nhờ đến các thầy, còn tôi tự nhận tôi là đệ tử Phật, tôi lại Phật, tôi học theo lời Phật dạy, tôi không làm đệ tử các ông thầy. Thì đây là bệnh cao ngạo, bệnh chấp vào cái tôi của mình, bệnh thành kiến rằng mấy chục ngàn tăng ni trên toàn nước Việt Nam giống như một vị tăng, một vị ni nào đó mà vị này không có thiện cảm. Sự quơ đũa cả nắm đó đã làm cho chúng ta mất niềm tin vào tăng bảo. Đang khi quy tăng là cách thừa nhận rằng mình làm tử đệ tử của tất cả các vị xuất gia chân chính. Do đó hãy tạo cho mình cơ hội làm đệ tử Phật chánh thống, nghĩa là đăng ký trong một lễ quy y tại một ngôi chùa mà mình hữu duyên. Thì chùa Giác Ngộ trong nhiều năm qua đó tổ chức 10 cho đến 12 lần quy y trong một năm. Mục đích là nhằm giúp cho những người hữu duyên không chờ đợi quá lâu. Vì bên ngoài đề ta nói là nhất dạ sanh bá kế, hay là điêm trường lắm mộng. Thì việc này nó xảy ra đối với những người thiếu lập trường á, họ có thể bị dao động về cảm xúc, thái độ, và do vậy thay đổi sòi sọt ta.
Còn khi tiếp nhận được ba ngôi tâm linh sớm hơn đó, thì họ sẽ trở thành Phật tử, hiểu biết Đạo Phật hơn. Nhờ đó đó, việc tu học Phật đó, của họ đó, có kết quả hơn. Cốt lõi của Tam Quy là chánh thức thừa nhận Đức Phật, người khai sáng Đạo Phật, chân lý Phật được ghi nhận trong kinh điển, và tăng đoàn Phật, tập thể các vị xuất gia chân chính đã tiếp thụ với tỳ khưu và tỳ khưu ni, từ chính thức làm thầy và sư cô, làm thầy của mình. Và song song với ba nương tựa tâm linh đó đó, thì người tu học Phật phải nhớ quy y Phật, bất quy y thiên, thần, quỷ, vật. Thiên là khái niệm do người Trung Quốc và những người Việt Nam theo Nho giáo đó, đặt ra để thay thế cho khái niệm Thượng Đế hay là Ông Trời, đấng sáng thế, đấng tạo dựng, đấng tạo hóa, đấng tạo Phật. Như vậy người tu học Phật sẽ không còn thờ phượng vào Thượng Đế nữa. Đối tượng thứ hai mà người tu học Phật cần từ bỏ sự tôn thờ, đó là các thần linh, bao gồm thần nam, thần nữ trong các tôn giáo đa thần. Hiện nay khó tìm ra tôn giáo nhất thần lắm, đúng nghĩa. Đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành về bản chất là đạo nhất thần, chỉ thờ Thượng Đế duy nhất thôi. Nhưng mà trong lịch sử phát triển của họ đó, thì họ đã bắt đầu phong thánh, và các vị thánh đó đã được thờ như thần. Thậm chí của họ cũng đã tiếp thu nền văn hóa tôn giáo ở những nơi mà họ cai trị. Và các vị như là thần mặt trời, các thần khác cũng đã được thờ phượng trong nhà thờ của Thiên Chúa giáo. Nên ở nhà Phật tử đó, ông Địa, ông Táo, ông Quan Công, bà Mẹ Sinh, Mẹ Độ, bàn thờ thiên, tức là có một cái gian thờ ở trước nhà để thờ ông trời và các thần linh đó, không cần thiết phải tiếp tục nữa. Đối tượng thứ ba cần vượt qua đó, quỷ, chỉ chung cho tất cả các loại ma quái thuộc tín ngưỡng dân gian. Và đối tượng thứ tư là vật, tức là các vật linh được thờ phụng trong các tôn giáo đa thần. Như Ấn Độ giáo thì thờ con bò, con rắn, con khỉ. Các tôn giáo Hy Lạp và Ai Cập á, thì thờ các thần linh dưới hình thù các con vật. Thần của những quốc gia này đó, nửa thân người và nửa thân trên của con người đó lại là con thú. Một số tôn giáo và tín ngưỡng dân gian thờ cục đất, thờ núi, thờ sông, thờ cây, thờ đất, thờ tất tần tật. Như vậy khi chúng ta cam kết bất quy y thiên, thần, quỷ, Phật, không có nghĩa chúng ta đề cao tính độc tôn của Đức Phật.
Vì theo Đức Phật đó, mọi thứ trong vũ trụ này do luật nhân quả chi phối quyết định, không có thượng đế thần linh nào làm công việc đó. Nó rút ráo theo đạo Phật đó, thì thượng đế và các thần linh đó chưa từng có thật. Như vậy thờ Phật không phải mong ngài ban phúc ngân họa, mà thờ Phật đó là vì chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với sự dẫn dắt chân lý, dẫn dắt đạo đức, hướng dẫn thiền định, giúp cho chúng ta mở tuệ, khép lại các khổ đau. Và do đó thờ Phật là một sự thực tập để sống nội tỉnh, để giúp cho chúng ta làm chủ cảm xúc, thân thể, tâm và các pháp, nhờ đó sống hạnh phúc hơn, sống có giá trị hơn trong cuộc đời. Phái quy y tại chùa Giác Ngộ đó có nhắc chúng ta về tam quy và năm điều đạo đức. Có ghi rõ quy Phật là không quy thiên thần biểu đạt. Thầy rất mong quý Phật tử hay mạnh dạn khi đã chính thức làm đệ tử Phật rồi đó, ở trong nhà chỉ có hai bàn thờ thôi, bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà tổ tiên. Là Phật tử, quý vị không phải có trách nhiệm thờ phượng thần linh của các tôn giáo khác. Phải nên nhớ việc đó. Người Do Thái, theo đạo Do Thái, các tín hữu theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh đều có gốc từ đạo Thiên Chúa. Đâu bao giờ thờ Phật Thích Ca hay là các vị hộ pháp ở trong Phật giáo đâu, phải không ạ? Có bao giờ những người theo đạo Bà La Môn thờ Phật Thích Ca và các vị Bồ Tát A La Hán của đạo Phật không? Không. Có bao giờ tín đồ của đạo Nho thờ Đức Phật Thích Ca? Chẳng những họ không thờ mà họ còn chống nữa là khác. Nghĩa là tín đồ của tôn giáo nào đó thì thờ vị sáng lập tôn giáo và các thần linh trong tôn giáo đó. Đó là mặc định thông thường. Dĩ nhiên cũng có những tôn giáo thờ tất cả thần linh của những tôn giáo như đạo Cao Đài, tổng hợp đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Nho và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Thì đó là tôn giáo ngoại lệ. Còn trong mỗi tôn giáo thì có các thần riêng để tín hữu tôn thờ. Ông Quan Công á, là trung thần trong thời Tam Quốc. Mà khái niệm trung thần này phải được hiểu rõ là trung với ý thức hệ chính trị và quân sự của Lưu Bị thôi. Ông ấy là tướng đối lập lại với phe của Tào Tháo và Tôn Quyền. Thế lúc đó Trung Quốc chia làm ba nước. Như vậy 2/3 dân số của Trung Quốc thời Tam Quốc xem Quan Công là kẻ thù. Dĩ nhiên là đâu có thờ Quan Công. Vì không nhất thiết người Trung Quốc nào cũng thờ Quan Công thì tại sao người Việt Nam lại đi thờ Quan Công? Vô lý không ạ? Thì trong cái cuộc di cư, khi bất đồng thể chế chính trị đó, thì người Trung Quốc đã lập nghiệp nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Chùa Giác Ngộ đối diện với cái khu vực kéo dài cả chục cây số, nôm na là chợ lớn, đó là phố Tàu, trong tiếng Anh gọi là Chinatown. Ở Việt Nam mình thì không dùng cái chữ phố Tàu mà dùng là chợ lớn. Thì cuộc di cư của họ mang theo thần linh của họ, trong đó có Quan Công, rồi ông Táo, Thổ Địa, Mẹ Sinh Mẹ Độ, trong nền văn hóa tín ngưỡng của người Trung Hoa. Điều đó là rất rất bình thường, đáng được tán dương. Tức là họ giữ được gốc rễ văn hóa của họ dù ở nơi nào. Còn người Việt Nam chúng ta đâu có liên hệ gì đến ông Quan Công đâu mà phải thờ ổng. Là người Việt Nam á, quý vị nên thờ tướng Trần Hưng Đạo, một Phật tử thuần thành, có công 3 lần chiến thắng giặc Nguyên Mông. Để bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước. Do đó, ngoài bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên ra, quý vị có thể thờ các vị anh hùng dân tộc để nhắc nhở chúng ta về đạo lý yêu nước. Và là Phật tử, chúng ta nên chọn các anh hùng dân tộc làm Phật tử. Cho nên là cố gắng làm trang thờ Phật ở nhà trang nghiêm. Thờ ông bà tổ tiên cũng phải trang nghiêm, để mỗi ngày mình còn thực tập tâm linh ở trước bàn thờ Phật. Điều 2, ôn lời Phật dạy qua đọc kinh và tụng kinh. Tại Việt Nam và trên toàn cầu, thầy là người biên soạn di thức nhiều nhất. Đến thời điểm ngày 18 tháng 7 2020, thầy là soạn giả của 30 nghi thức khác nhau. Quyển nghi thức đầu tiên thầy biên soạn đó là kinh tụng hàng ngày, làm từ năm 1992, ấn tống lần đầu vào năm 1994. Ngay sau khi thầy có cơ hội kế thừa sư phụ của thầy làm chủ trì chùa Giác Ngộ, thì quyển đó hiện nay vẫn đang phổ biến, gồm có 49 bài kinh, sắp theo thứ tự từ thấp đến cao, bao gồm 35 bài kinh thuộc kinh tạng Pali và A Hàm tương đương, 14 bài kinh là 14 phẩm kinh của các kinh đại thừa. Quyển nghi thức tụng niệm chính thức ra đời vào năm 2011. Thực ra đó là tập hợp các nghi thức rời được thầy biên soạn từ năm 2002. Nói là biên soạn, thực ra bao gồm 2 công đoạn. Thứ nhất là dịch, và thứ hai đó là soạn nghi thức. Nghi thức là phần dẫn nhập, phần kết thúc. Còn phần chánh kinh đó là lời Phật dạy. Do vì nó có 2 bộ phận gộp vào, cho nên nhà xuất bản bộ phải ghi là soạn dịch, tuyển chọn các bài kinh và làm thêm phần nghi thức. Chứ nó không thuần là dịch một nghi thức đã có thẳng. Quyển thứ 3, kinh Phật cho người tại gia,
chính thức xuất bản vào năm 2013, tổng hợp 63 bài kinh. Thì đây là ba bộ quan trọng nhất mà quý Phật tử tại gia nên có. Quyển nghi thức tụng niệm đó là nghi thức đầy đủ nhất từ trước đến giờ. Quý vị có thể so sánh là nghi thức của 13 trường phái Phật giáo năm 1964. Các nghi thức tụng niệm do 13 trường phái Phật giáo sử dụng, không có nghi nào đầy đủ hơn nghi thức tụng niệm. Và ở nghi này đó, ngoài yếu tố thuần Việt, còn có những nghi thức mới chưa từng có trong các nghi thức có trước đó. Như nghi thức quy tam bảo, nghi thức xuất gia, và một số nghi thức khác, bao gồm nghi thức lễ cưới. Trong 30 nghi thức mà thầy biên soạn đó, có thể chia làm hai nhóm. Nhóm một đó, thức ăn tín ngưỡng. Nhóm hai, thức ăn trí tuệ. Quyển nghi thức tụng niệm đó, là đại diện cho thức ăn tín ngưỡng. Đang khi quyển Kinh Phật cho người tại gia và quyển Kinh Tụng Hàng Ngày tượng trưng cho thức ăn trí tuệ. Có rất nhiều người không hiểu được dụng ý của thầy, nên nói rằng là thầy Nhật Từ này là người chủ trương mâu thuẫn. Tức là tạo ra các nghi thức mà về nội dung của nó đó là đối lập nhau. Thực ra hoàn toàn không mâu thuẫn. Nghi thức tụng niệm ấy, chủ yếu là dành cho tất cả các chùa và Phật tử có nhu cầu sử dụng các nghi thức tụng niệm, mà nội hàm của nó đó là nhập cảnh gần như nguyên si từ nghi thức tụng niệm của người Trung Quốc. Thay vì đọc âm Hán Việt đó, thì cái quyển nghi thức của thầy là thuần Việt. Thay vì đó, nghi thức tại Việt Nam Hán Việt đó chỉ có gồm có 6 nghi căn bản, thì nghi thức tụng niệm của thầy gồm 13 nghi, để bổ sung thêm những phần rất cần thiết nhưng bị thiếu sót trong các nghi thức truyền thống. Vậy đó là dụng ý chính của bộ nghi thức này. Về giá trị chất bổ tinh thần đó, thì nghi thức đó phục vụ cho tín ngưỡng chiếm đại đa số quần chúng tại Việt Nam. Thì có rất nhiều người quen với thức ăn tín ngưỡng khi cung cấp các loại thức ăn tinh thần khác đó, họ không quen, không tiếp nhận, không tiêu hóa được. Cứ giống như mỗi dân tộc á, có thói quen về thức ăn khác nhau. Người Việt Nam đi tới đâu cũng phải là hủ tiếu, phở, bún bò Huế, bún riêu, bánh canh. Mặc dù sống ở Mỹ, châu Âu hay châu Phi, cũng khó làm quen với pizza, với burger. Khi hội tụ lại với nhau đó, thì người Việt Nam vẫn ăn những thứ đó ra. Đó là thói quen. Còn người Campuchia đó thì có thói quen mắm nóc. Và đối với cộng đồng khác đó, khi mở ra tôi nghe cái mùi không là muốn ói rồi, khủng hoảng luôn.
nó thối không thể nào chịu đựng nổi. Mà càng thối chừng nào đó thì người Campuchia ăn cảm thấy nó ngon chừng đó. Đó là cộng nghiệp của cộng đồng và quốc gia. Và đi du lịch Campuchia, quý vị thấy các cô cậu bán thức ăn dạo á, đội trên đầu là một cái thúng, trên đó là những cái con nhện nhện, con bù hung, con gì đó, nó đây tù lùi, bỏ vào chảo dầu sôi chiên, mình nhìn thì không là muốn bắt ói rồi, nhưng mà người Campuchia ăn ngon lành, ngon chưa từng thấy. Bây giờ mà tặng cho Campuchia hủ tiếu, phở, bánh canh, bún riêu, họ làm sao khoái. Nhưng mà tặng thứ đó là họ cảm ơn dữ lắm. Còn Ấn Độ thì nghiện cà ri, món gì cũng phải có cà ri. Nên họ đi sang những nước mà không có mấy cái gia vị cà ri Ấn Độ là họ khổ tâm lắm. Ăn không vô, nước không trôi được. Thì đối với các Phật tử có thói quen tín ngưỡng đó, cung cấp cho các nghi thức khác không cảm thấy thân quen được. Thì quyển nghi thức tụng niệm đó giúp cho họ thay thế thói quen đọc Hán Việt thành thuần Việt, bên cạnh đó biết thêm 6-7 nghi thức mới. Còn kinh tụng hàng ngày và kinh Phật cho người tại gia đó là thức ăn trí tuệ, chứa đủ những lời dạy của Phật về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, đối nhân xử thế, các kinh về triết lý ứng dụng, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, rất đa dạng và phong phú. Ngoài các Phật tử của chùa Giác Ngộ, mà đến nay thì thầy đã quy chính thức là cũng được 60,000, thì các Phật tử ở các chùa khác đó, khi tiếp cận quyển kinh tụng hàng ngày và kinh Phật cho người tại gia đó, thấy nó mới vừa lắm. Một số người đó thì không thể tiếp nhận được do quen với thức ăn cũ á, và một số người đó thì mừng rỡ như thể tự trên trời rớt xuống, vì lần đầu tiên trong đời biết thêm những bài kinh Phật dạy về những vấn đề của người tại gia mà trong các nghi thức truyền thống của người Trung Hoa và Việt Nam hoàn toàn không trích dẫn. Thì để dung hòa đó, ba bộ nghi thức kinh tụng hàng ngày, nghi thức tụng niệm và kinh Phật cho người tại gia, quý vị cứ xem đó như là ba món chính trong buffet mà quý vị có thể sử dụng hàng ngày. Tăng cường thêm một món buffet nào đó là tạo thêm quý vị cơ hội chọn lựa những món mình cần. Khi mà mình chưa có nhiều món buffet thì mình sẽ không biết là món nào mình ưng nhất. Và ăn một món hoài đó thì sau một thời gian là mình có cảm giác là gì? Chưa đọc tụng đó là đã hiểu rồi, nhưng mà hiểu lơ tơ mơ, hiểu không tới đâu. Năm 1994 đó thì Làng Mai xuất bản quyển nghi thức Làng Mai Đại Toàn lần đầu tiên. Và có một sự tình cờ lớn đó là 23 bài kinh trong nghi thức Làng Mai đó nó trùng hoàn toàn với cái quyển kinh tụng hàng ngày do thầy biên tập. Về số lượng á, thì cái đồng hàng ngày gồm có 49 bài, tức là nhiều hơn gấp đôi.
Thì như vậy trong tổng số 37.000 bài kinh chọn ra 49 kinh trong quyển kinh tụng hàng ngày hay là 63 kinh trong quyển kinh Phật cho người tại gia đó, thực ra cũng là một con số rất khiêm tốn. Nghĩa ra nó giúp cho Phật tử hiểu rõ được. Cho nên đó, quý vị có thể chọn hoặc là đọc kinh hoặc là tụng kinh. Đọc kinh đó, chủ yếu là hoạt động của con mắt. Cho quý vị có thể ngồi trên ghế, đặt quyển kinh trên bàn, lật từng trang kinh, đọc chậm rãi có ghi chú, giống như đọc một quyển sách. Còn tụng kinh đó, thì nó mang yếu tố tôn giáo, phải mặc áo tràng, ngồi trước bàn thờ Phật, rồi đảnh lễ Tam Bảo, tức là thực hiện nghi thức dẫn dặt, sau đó là phần chánh kinh và kết thúc bằng nghi thức sám nguyện. Tụng kinh thì giúp cho người thực tập bày tỏ lòng tôn kính với Tam Bảo cao nhất và cũng dễ dàng tiếp thu được nội dung của kinh nếu nghi thức đó là thuần Việt. Và đó còn là sự thực tập nội tỉnh. Khi đối diện với các căng thẳng, lo lắng, bất an và sợ hãi, quý vị có chỉ cần tham dự một thời tụng kinh, thư giãn liền ngay lập tức, thoải mái liền. Còn người nào mệt mỏi, đừ đẳng thì trong cái thời tụng kinh đó là ngủ ngon luôn. Tức là nó giúp cho chúng ta tháo mở những căng thẳng và bức xúc. Tùy theo điều kiện cho phép, quý vị có thể chọn hoặc là đọc kinh hoặc là tụng kinh. Và đừng nên bỏ đói tinh thần mình. Do vậy mỗi ngày phải đọc 15-20 phút, dù ở nhà hay là đi du lịch bất kỳ nơi nào. Trên App Store của điện thoại thông minh đó, thì nó có một app tên là Kinh Sách Thích Nhật Từ. Đó là kinh do Thích Nhật Từ dịch và sách do Thích Nhật Từ viết và biên tập. Nếu tính hết cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh đó, thì khoảng hơn 100 quyển. Nhưng mà thầy Ngộ Dũng mới đưa vào được gần 60 quyển, đang tiếp tục làm. Sau này sẽ tách ra thành cái mảng tiếng Anh riêng, mảng tiếng Việt riêng. Do đó nó có thể giúp cho những người đi du lịch không cần phải mang cái quyển kinh này ký máy đi theo. Chỉ cần có một cái iPad lớn lớn đó, download vào trong vòng 15 phút là quý vị có thể mở ra đặt đọc rất là dễ dàng. Và cái chức năng iPad đó, nó có thể làm cho mình zoom cái chữ to ra, cho nên không cần phải đeo kính cận thị như thầy Nhật Từ. Tiện ích dữ lắm. Và phải biết thương chính mình, đọc và ôm lại lời Phật dạy. Thầy mơ ước á, nếu tất cả Phật tử Việt Nam mỗi ngày đều có thói quen như tín đồ của đạo Thiên Chúa Giáo đọc kinh thuần Việt á, thì đạo Phật sẽ rất thịnh hành. Mình đọc kinh là mình biết rõ Đức Phật dạy, các thực tập tại gia đình, trong các mối quan hệ, làm thế nào để giữ chính mình sống được hạnh phúc. Thì cái giá trị chân lý Phật mới thật sự được hữu dụng. Cho nên là cố gắng làm việc đó, dù là đang ở đâu. Thầy xuất gia đã được 37 năm,
mà vẫn phải đọc và đọc kinh. Là dĩ nhiên là thầy đọc bản chữ Hán, có khi đọc bản tiếng Anh để ôn lại, bởi vì kinh Phật nhiều quá đâu nhớ hết được. Thì huống hồ các quý Phật tử không có nhiều thời gian như các tăng sĩ, do phải mưu sinh và nhiều thứ phải gánh vác trách nhiệm nên dễ quên hơn. Làm tu sĩ mà phải đọc là mỗi ngày còn quên, huống hồ lâu lâu mới đụng đến một trang kinh thì thấm béo vào đâu, đúng không ạ? Cho nên cố gắng hoặc tụng hoặc đọc, hoặc bao gồm cả hai. Điều ba, thực tập thiền để làm chủ thân tâm. Trải qua nhiều thế kỷ đó, nhiều Phật tử ngộ nhận rằng thiền đó là dành riêng cho người tu thiền thuộc thiền tông. Nhận thức sai lầm này đó cần phải được tháo mở. Mười bốn tông phái Phật giáo Nhật Bản, dầu chỉ có một tông là thiền, đều thực tập thiền mỗi ngày. Nghĩa là người theo Tịnh Độ Tông vẫn phải thực tập thiền. Lý do là đó, thiền là một trong ba trụ cột quan trọng của Đạo Phật. Trong bát chánh đạo còn được gọi là con đường trung đạo, giải pháp cho mọi vấn nạn khổ đau của nhân sinh, được Đức Phật thực tập để chứng đắc quả Phật, được Đức Phật truyền bá trong bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân. Có hai yếu tố thuộc về thiền là chánh niệm và chánh định. Tức là chiếm 1/4 về số lượng, 1/3 về hệ giá trị cốt lõi. Hai hệ giá trị cốt lõi còn lại đó là giá trị trí tuệ và giá trị đạo đức. Là người tu học Phật thì mình nên thực tập theo những gì Đức Phật đã dạy. Nghĩa là cô phải cố gắng thực tập cùng một lúc ba phương diện: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Về sau này thì các tổ Trung Hoa đề cao vai trò của luật tông, đổi vị trí của ba hệ giá trị đó thành giới, định và tuệ. Đang khi Đức Phật đặt trật tự là tuệ, giới và định. Thì từ năm 1992 đó, thầy đã dùng Hán Việt đã được Việt hóa, thay thế cho ba từ đó là đạo đức, trí tuệ và thiền định cho dễ hiểu. Hệ giá trị trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Hệ giá trị đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Và hệ giá trị thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thiền của Đức Phật thì chia làm hai loại: Samatha, tức thiền chỉ. Kết quả thực tập đạt được là định. Để đạt được thiền chỉ thì người tu phải chú trọng đến thiền ngồi.
và một số trường hợp là thiền nằm trước khi đi ngủ. Thì đây là phần hỗ trợ thêm, chứ không phải là phần cốt lõi quan trọng của thực tập thiền. Thì quan trọng nhất là Vipassana, dịch trong tiếng Việt thiền minh sát hay là thiền trí tuệ, giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ bản chất con người và sự vật như chúng đang là, để đạt được tuệ giác như thị về mọi sự vật. Thì thực tập thiền tuệ gồm có quán và làm chủ thân, quán và làm chủ tâm, quán và làm chủ cảm xúc, quán và làm chủ các pháp. Thì phần này thầy đã thuyết giảng khoảng 30 bài. Quý vị có thể nghe lại, và thầy cũng tuyển chọn 11 bài trong số đó ra thành 3 quyển sách. Quyển 1 là Thiền Tứ Niệm Xứ, 4 nền tảng chánh niệm. Quyển 2 Thiền Chỉ, Thiền Quán, Lễ Tu Thiền. Và quyển 3 đó, 40 đề mục thiền định. Quỹ đạo Phật ngày nay ấn tống rộng rãi, vì nào chưa có thì lát nữa xuống, hay là trước khi đi về đó, ghé văn phòng quỹ đạo Phật ngày nay ở tầng G của chùa Giác Ngộ nhận. Còn ai ở xa đó thì vào trang web quỹ đạo Phật ngày nay.com hay Facebook quỹ đạo Phật ngày nay, vào ngày 1 kinh sách đăng tống để đăng ký, thì kinh sách sẽ được gỡ về tận nơi. Để thực tập thiền quán có kết quả đó, thì chúng ta nhớ thế này nè: ngồi đó thì giúp cho chúng ta dễ tập trung nhất, nhưng ngồi không phải là cách tu duy nhất của thiền quán. Thiền quán còn mở rộng cánh cửa thực tập qua thiền đi, thiền đứng và thiền nằm. Không nên lạm dụng thiền đứng, vì đứng lâu nó dẫn đến giãn dây chằng, đau hai mắt cá và đau thắt lưng. Đứng tạm thời trong vòng một vài phút thì được, đứng lâu thì không nên. Như vậy thiền tuệ có thể áp dụng trong động tác thiền ngồi, thiền đi và thiền nằm linh hoạt hơn, vì cốt lõi của nó đó là làm chủ thân và tâm. Thì trong quyển Kinh Phật cho người tại gia và quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó, có 5 bài kinh thiền căn bản mà thầy đã tuyển chọn. Quý vị chịu khó đọc ít nhất là được 3 bài trong số đó. Bài Kinh Tứ Niệm Xứ, tức là 4 nền tảng chánh niệm. Kinh Quán Niệm Hơi Thở, còn gọi là Kinh 16 Kỹ Thuật Thở Thiền. Và Kinh Người Biết Sống Một Mình, tức là thực tập chánh niệm bây giờ và tại đây, không hồi ức quá khứ, không rượt đuổi tương lai, không vọng niệm hiện tại, không chấp vào sắc thanh hương vị xúc pháp, không vướng chấp bất cứ cái gì trên đời. Thì thực tập đó nó giúp cho người thực tập đó rũ bỏ căng thẳng, sợ hãi, bất an, lo lắng và nhiều trạng thái tâm lý tiêu cực khác. Thầy thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong 16 kỹ thuật thở thiền đó. Quý vị chỉ cần nhớ 5 khái niệm cốt lõi thôi. Có ai nhớ được không? Nghe giảng nhiều quá quên hết rồi. Mừng vui, hạnh phúc, cởi trói tâm, vô thường và buông xả. Có nhớ 5 khái niệm này chưa? Còn gắn kết đủ trong phương pháp đó là
cùng với hơi thở chánh niệm ra và vào, tôi cảm nhận mừng vui. Cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, tôi cảm nhận hạnh phúc. Thì hai kỹ thuật thở thiền này nó giúp cho chúng ta vượt qua được trầm cảm cường điệu quá, quan trọng quá, nghiêm trọng hóa về phương diện cảm xúc và thái độ. Tức là mình nạp vào trong tâm bằng cái sự hình dung tích cực, mừng vui và hạnh phúc, thì làm sao khổ được. Và ba cái thuật thở thiền còn lại đó là cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, tôi kể trói tâm, đủ hơn là khỏi các trói buộc của tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp. Cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, tôi cảm nhận vô thường để không tiếc nuối những gì đã mất, đã bị tổn thất, đã bị ảnh hưởng, đã bị chi phối, đã không còn nữa, để không có tiếp tục cài nỗi khổ niềm đau đã qua vào trong hiện thực ở hiện tại. Nó không còn nữa, nó chỉ tồn tại trong ký ức, trong tiến trình hình dung, trong sự kể chuyện lại, trong sự nhắc lại thôi, trong sự đào mồ cuốc mã cho những nỗi khổ niềm đau sống dậy. Giống như bộ phim The Mummy Returns, xác chết sống lại. Thực ra xác chết là sao sống lại được, vì đó là khoa học và diễn tưởng mà, chủ yếu là để mua vui. Mà cốt lõi của đó trong sự mua vui là gì? Làm giàu cho nhà sản xuất phim. Và cùng với hơi thở ra vào, tôi cảm nhận buông bỏ. Buông bỏ khổ đau, căng thẳng, lo lắng, bất an. Buông bỏ hận thù, oan trái, hờn giận. Buông bỏ thói quen cào nhào, cằn nhằn, chì chiết. Buông bỏ thói quen nói dai, nói dài, nói dở. Quý bà phần lớn dính hết cái chuỗi đó. Riêng cái sự buông bỏ đó đó, nếu quý bà, quý cô thực tập mỗi ngày, thì tự động nó dẫn đến cái kết quả là gì? Gương mặt quý bà lúc nào cũng tươi như là hoa hồng, hoa sen, hoa hướng dương. Đảm bảo chồng của quý bà, quý cô sẽ trở thành ô xin cho quý bà, quý cô tại nhà. Vì cái cấu trúc não của đàn ông á, nghe cằn nhằn á, vài ba câu là nhức đầu à. Lúc mới yêu á, quý bà có cằn nhằn nhõng nhẽo kiểu gì mấy ông cũng chiều theo. Để chinh phục á, chinh phục phải chiều chứ. Nhưng mà khi chính thức làm chồng rồi mà cứ nghe dằn giống như cái thuở ban đầu lu lướt ấy đó, là phải ổng trốn hết. Trốn bằng cách thì ra quán nhậu, trốn bằng cách là giao quán cà phê ngồi tán dóc chính trị. Đàn ông là thích chính trị, thì trốn bằng cách ra quán cà phê ôm để thư giãn, hoặc trốn bằng cách ra xem đá banh, xem võ thuật. Về hạt giống về bạo lực bạo động ở trong đàn ông nó nhiều, nên họ thích xem phim bạo lực, phim có yếu tố tính dục, rồi các loại thể thao cảm giác mạnh, hay là rượu bia, ma túy, là vào các cái quán bar để nhảy đập. Là khi quý bà ở nhà tức tối khó chịu, là chờ ông về đến giữa khuya là tiếp tục càng dần cào vào, ngày hôm sau tiếp tục đi nữa. Càng làm như thế là càng phản tác dụng. Nên tập buông bỏ càng dần cào vào, chì chiếc. Khi quý bà mà bị cảm xúc chi phối rồi nha, ngồi kể cái gì đó là nó giống như là cái bạn nhện vậy đó, nó dài. Nếu mà tính điểm nó còn hơn cả nhiều kiếp. Dồn lại nó giống như cái quả núi. Quý bà xem đó là xả stress. Và có nhiều người còn chấp nữa,
mình đang kể lê thê dài dòng kiếm chuyện mà chồng không chịu nghe, nói là thiếu tôn trọng tôi, cắt đứt cái sự nói và cái sự nghe đó là tôn trọng lẫn nhau, mà không cả hai chìm ở trong biển đau khổ. Nhưng mà người nữ khi mà cảm xúc và phiền não trỗi dậy rồi thì họ cứ muốn nhấn chìm vô, họ muốn làm tới nơi tới bến thôi, chứ họ muốn dừng lại. Nhưng quý ông phải nhớ, cãi với vợ là thua, cãi với phụ nữ càng cãi là càng rác rẹt. Lúc đó cười đi ra ngoài cho hết chuyện. Là lúc nào chơi qua mấy tạnh quay trở về, hoặc là mình đổi qua một cái nội dung khác, đánh tráo cái nội dung khác để không còn tập trung vào cái nội dung đó nữa. Thì người còn lại phải hiểu rằng đó là sự thoát ra. Thoát ra đó chính là buông xả. Nhiều người hiểu sai cái chữ buông xả là gì? Quăng trách nhiệm, quăng công việc, quăng tất tần tật những gì mình đang có. Cái đó là thiếu trách nhiệm, là tắc trách. Đang làm bỏ làm, đang học bỏ học, đang chăm sóc gia đình bỏ chăm sóc gia đình, đang sinh hoạt cộng đồng bỏ ở ẩn một mình. Cái đó là tu lạc quẻ chứ không phải là buông xả nha. Cái chữ buông xả trong từ bi hỷ xả đó là xả buông các phiền não, các nỗi khổ niềm đau, các chấp mắc. Còn buông tài sản phải là buông xả, cái đó là bố thí cúng dường, đem cái tài sản hộ pháp của mình để làm các việc nghĩa, việc thiện, việc Phật là bố thí và cúng dường. Phải hiểu rõ, vì có nhiều trường hợp nó đồng âm dị tự, hoặc là nó trùng từ với nhau, rồi mình không hiểu được cái nghĩa gốc. Ở trong kinh Phật mình suy luận lung tung, áp dụng lung tung rồi nó trật hết. Cho nên đó, khi thực tập thiền, ngoài cái việc thở 4 thì, hít vào 5 giây, nín thở 2 giây, thở ra 9 giây, nín thở 2 giây bằng lỗ mũi trong lúc ngồi nằm, và bằng miệng trong lúc đang đi, thì chúng ta phải nhớ 5 nội dung căn bản đó: mừng vui, hạnh phúc, cởi trói tâm, vô thường, buông xả. 5 cái động từ đó, 5 nội dung đó phải nhớ. Thì thực tập đó, trong vòng 15 phút là có kết quả. Còn ngồi thực tập gì thực tập, hết tiếng này sang tiếng khác, ngày này sang ngày kia, tuần này sang tuần nọ, mà không nắm rõ được cái nội hàm của thiền quán là để xả buông khổ đau đó, thì quý vị chỉ có giá trị sức khỏe thể chất qua động tác thở thôi, thì chưa đạt được giá trị sức khỏe cảm xúc, emotional health, và sức khỏe tâm trí, spiritual health. Đó là hai nội dung quan trọng hơn physical health. Khi hiểu được như thế rồi đó, thì các Phật tử dầu đi theo pháp môn nào đó, mỗi ngày nên chăm sóc chính mình hay làm thiền mỗi lần 15 phút, nhiều hơn gấp đôi càng tốt. Điều cuối cùng, tham gia làm Phật sự. Các Phật tử lâu lâu đến chùa một lần, thầy gọi đó là Phật tử ngoài cổng chùa. Khái niệm Phật tử ngoài cổng chùa còn được sử dụng bao hàm luôn các Phật tử chỉ tu tín ngưỡng, tức là ở cái gia của đạo Phật thôi, chứ chưa đi vào được cái cốt tủy của đạo Phật.
rất ít trong số các Phật tử đi chùa đã tham gia làm công quả và làm Phật sự. Đến giờ thì nhiều người đến dự, dự xong thì đi ra về. Thầy đã đi thuyết giảng ở hải ngoại đó từ năm 2003. Và trong số các vị giảng sư đó thì thầy là người đi sau Hòa Thượng Thiền Sư Thanh Từ, trước rất nhiều các vị giảng sư còn lại. Cho nên có cơ hội tiếp xúc rất nhiều giáo hội Phật giáo Việt Nam khác nhau ở hải ngoại, tại Úc 2 lần, Canada 1 lần, Mỹ 5 lần, châu Âu tùy nước 4-5 lần, và ra còn có những nước châu Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, vân vân. Quan sát thấy các vị tăng ni làm chủ trì ở hải ngoại đó rất là đáng trọng, vì họ phải làm rất nhiều việc. Nên thầy thử gọi đó, các vị chủ trì ở hải ngoại là gì? Tổng giám đốc kiêm tổng vệ sinh cho ngôi chùa của mình, để chuẩn bị cho một cái ngày sinh hoạt chung đó, thì các vị tu sĩ đó phải chuẩn bị trước mấy ngày. Còn đối với những ngày lễ lớn như là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy thì phải tổ chức hay là chuẩn bị trước một vài tuần, thậm chí có trường hợp là một vài tháng. Vì Phật tử ở hải ngoại bận lắm, do cái cơ chế thế ai có nghề nghiệp ổn định là có được nhà cửa, xe hơi, các tiện ích cuộc sống. Thấy oát vậy đó, nhưng mà nợ đó chắc một đống trên đôi vai. Vì mua nhà ở Mỹ và châu Âu á, quý vị chỉ cần có 10% với giá bán là có thể ký hợp đồng với ngân hàng được rồi. Và hợp đồng tài chính đó có khi là 15 năm, 20 năm, 30 năm, tùy theo cái thu nhập hàng tháng. Mà được ký hợp đồng ngắn hoặc là dài hoặc là vừa. Cho nên Covid-19 nó tàn phá đời sống dân sự, xã hội, kinh tế, giáo dục, tôn giáo và mọi phương diện. Đó là lý do mà tại sao người phương Tây thích biểu tình, thà chấp nhận cái chết bởi Covid hơn là không đi làm. Không đi làm là sao trả nợ được. Còn cái tiền trợ cấp nhà nước chỉ đủ để tồn tại, chứ không thể trả nợ nhà. Nên cái rủi ro và áp lực rất là cao. Còn ở Việt Nam thì cái số lượng có nhà riêng ít, ở nhà chung thì nhiều, chứ nó không bị áp lực. Ở bên kia là một căn nhà thấy sang trọng, mới có 2-3 thành viên ở thôi, phải nay lưng ra cài 25 năm. Nếu hai vợ chồng cùng làm á, thì 15 năm thì trả đứt căn nhà. Mà thực ra thì nhà ở nước ngoài rẻ, nhất là ở Mỹ, rẻ mạng. So với cái tiền lương là rất rẻ. Nhiều cái tiểu bang căn nhà chỉ có 85.000 Mỹ Kim, tức là khoảng tỷ 8, tỷ 9. Tháng lương căn bản của họ là 1.500 đô. Hai vợ chồng làm thì được 3.000 đô. Thì một năm ta đã được căn bản, chỉ cần vài năm là trả đứt căn nhà rồi. Cho nên những người có năng lực, nhất là giới trẻ, ta thích đi định cư ở nước ngoài. Vì sau thời gian có nhà, có xe hơi, xe hơi bên bển bán rẻ bằng 1/3 của Việt Nam. Và người giàu có thói quen á, chạy chừng 100.000 cây số là bán chiếc xe đó, mặc dù nó còn mới cáo cạnh, dàn máy rất tốt, chạy vẫn còn rất ngon.
Cho nên quý vị đi chừng 20-30 cây số là nó có một cái gara bán xe đã sử dụng, chứ không phải là xe cũ nha. Ta không có dùng cái chữ xe cũ đâu, nó gọi là used car, xe đã sử dụng qua rồi. Và ở nước ngoài ta rất là nghiêm túc về cái chuyện đó. Xe đó chạy bao nhiêu cây số thì nó giữ lại cái bản cây số đó, chạy nhiều cây số thì bán giá rẻ hơn, mặc dù nó vẫn còn rất ngon, không có hư gì hết trơn á. Cho nên quý vị chịu khó đó, cái xe nào nó ra chừng 2 năm rồi hãy mua, đừng có mua liền. Chạy đua thương hiệu làm gì, mẫu mã làm gì cho nó mệt. Ta xài 2 năm xong ta bán lại chiếc xe đó, dù 100.000 bên kia xài 2 năm bán lại có nhiêu, nhiều khi có 10.000. Mua chiếc xe 10.000 đó chạy ngon lành. Hoặc là những chiếc xe Camry nó bán 22.000 Mỹ Kim, ở Việt Nam bán 1 tỷ mấy. Thì chỉ cần chờ 5.5 sau mua chiếc xe đó sẽ bán khoảng chừng 3.000 Mỹ Kim. Bởi vì chạy, chịu khó giữ, bảo dưỡng nó chút xíu, 20 năm sau chưa hư. Như vậy chạy theo cái việc mà sang trọng làm gì cho nó tốn tiền. Phải biết tiền tặng cái chuyện đó thì quý vị tiết kiệm được rất nhiều tiền và trả nợ nhà rất nhanh. Đó thì việc làm đạo ở nước ngoài đó thì tu sĩ phải làm tất tần tật mọi thứ. Phật tử bận rộn quá, đi làm mà xa, bằng đi bằng về là 2 tiếng hơn, 8 tiếng làm ở công sở, và nhiều công ty nước ngoài đã cho phép quý vị có thể làm từ 4 giờ sáng cũng được. Đi tới sớm thì về sớm, và mình xin cái giờ muộn thì đi về muộn. Ví dụ có người là 10 giờ mà có thể đi làm được thì cứ làm đúng 8 tiếng là hết hợp đồng lại đi về. Người ta rất linh hoạt việc đó. Là mỗi năm người ta cho mình cái thời gian nghỉ phép được bao nhiêu ngày thì theo nước. Và quý vị có thể để tiết kiệm ngày nghỉ nữa, dồn cái ngày nghỉ mà mình không sử dụng đó, để có khi mình nghỉ được 3 tuần 4 tuần được. Nó rất là linh hoạt. Cho nên thời gian của họ đến chùa không có nhiều đâu. Tới sinh hoạt vào ngày cuối tuần 2-3 tiếng là đi về hết. Còn ở tại nước Việt Nam á, thì nhiều tăng ni cũng không có kỹ năng tổ chức sự kiện. Vì học Phật ở trường lớp thì đâu có học về cái kỹ năng tổ chức đâu. Kỹ năng quan trọng. Còn kiến thức lý thuyết á, thì học chung, học chuyên sâu. Nhưng mà kỹ năng hành đạo không biết đến thì ra, thậm chí là được giao cái chùa cũng không biết làm sao để vận hành đó, làm thế nào để duy trì đó, làm thế nào để phát triển đó. Nhiều người không có kiến thức mà cũng không chịu học hỏi, cũng không chịu bắt chước. Tất cả cái kiến thức nó nằm ở cái miệng của mình, cứ đi hỏi là ta nói. Nếu người nào ta hiểm ta không nói, mình quan sát là mình sẽ biết, ghi chú, cảm nhận, hỏi thăm, là tự động chúng ta sẽ có được những kiến thức chuẩn. Thì nói như vậy để quý vị thông cảm là chùa nào cũng cần đến những người phụng sự viên. Thì chùa Giác Ngộ chúng ta lập ra nhóm phụng sự viên. Nhóm này nối kết với nhau qua Facebook hơn 5.000 người. Thì dĩ nhiên cũng rê rộn, tại vì giới trẻ sau thời gian họ đi lập nghiệp thành công á, họ đâu còn ở cái khu vực gần chùa Giác Ngộ đâu đến nữa, thì cũng phải tái dựng cái nhóm mới bổ sung. Mỗi khi có công việc gì thả vào trong diễn đàn chung, nói về bản chất công việc, cần bao nhiêu người, từ ngày giờ nào đến ngày giờ nào thì cũng mới có người đến tham gia. Thì tham gia như vậy đó thì các thầy sẽ tập trung vào cái mảng nội dung chính, đó là hướng dẫn Phật pháp, hướng dẫn tu. Còn các công việc sự kiện và những cái để hỗ trợ cho cái việc chính này đó, các Phật tử tại gia phải gánh vác. Còn đối với Phật tử tại gia trí thức đó, thì gánh vác luôn phần nội dung. Ví dụ như chùa chúng ta có khóa tu mầm non chiều thứ bảy, tức là chiều hôm qua, hay là khóa tu tuổi trẻ và chiều nay, tức là chủ nhật đấy, thì các Phật tử trí thức cũng tham gia làm giảng viên, đóng góp. Vì về cái kỹ năng chuyên môn đó, nhiều Phật tử giỏi hơn các thầy, các sư cô.
rồi sống bằng cái nghề đó mà. Cho nên cùng tham gia vào để làm công quả và Phật sự. Công quả là một phần nhỏ của Phật sự. Nó thuộc về các hỗ trợ như là trần thiết, rồi bếp núc, dọn dẹp, khánh tiết, vân vân. Hay là giấy tờ hành chính cho chùa, thủ tục pháp lý cho chùa, hoặc là các phần mềm vận hành, cái phần quản trị chùa, quản trị tài chính thu chi, quản trị ấn tống kinh điển, quản trị các hoạt động tư thiện. Thì tất cả cái này đó thì quỹ Đạo Phật ngày nay đã giúp cho thầy làm rất tốt. Tất cả được kỹ thuật số hóa, phần mềm hóa hết, nó làm rất là bài bản. Có thể kiểm tra 100 năm sau truy lại, ngày mấy tháng mấy, ai cúng cái gì, cúng bao nhiêu tiền, cúng cho mục đích gì, nó được lưu lại ở trong phần mềm hết. Cứ mỗi buổi chiều sau khi ra về, bấm nút một cái là ngày hôm nay ta cúng bao nhiêu tiền, ai cúng cho việc gì đó, chúng ta nắm được hết. Và đang ở xa, chỉ cần mở cái nối kết internet lên là có thể kiểm tra được cái phần phát tâm đó. Đó là những hỗ trợ về phương diện quản trị và tổ chức. Còn Phật sự thì tới đi cái chiều sâu hơn, là đi vào nội dung, đó là học Phật, tu Phật và phụng sự dân sinh. Thì các Phật tử tại gia đó, ngoài những công quả thuộc về tổ chức sự kiện và quản lý, cũng nên cúng dường chất xám và sở trường của mình cho các lĩnh vực mà đưa vào việc Phật sự đó, sẽ mang lại kết quả hành đạo cho tăng ni ở ngôi chùa mà mình đang gắn kết. Do đó theo tinh thần này đó, thì các Phật tử khi đến chùa nhớ tìm công việc mà làm, chờ người ta kêu mình biết chừng nào, thì người ta biết mình có rảnh không mà kêu. Đầu công việc nó rất là nhiều, như chùa Giác Ngộ mình ấn tống nè, rồi Phật sự nè, từ thiện nè, cúng dường trường hạ nè, học bổng cho tăng ni nè, rồi sẽ đang xây chùa nè, và hàng loạt các công việc khác. Thì ai thấy mình có sở trường lĩnh vực nào thì mình chủ động liên lạc với dân phòng của chùa, hoặc là liên lạc với thầy để mình tinh nguyện làm công việc đó. Có một số người dịch thuật giỏi, biên tập giỏi, hay là đánh máy giỏi, dân phạm câu cứu giỏi, thì tham gia vào các cái phần biên tập. Đó là đủ các công việc để chúng ta tham gia. Thì vậy đến chùa và việc tu á, quý vị còn đang tham gia phần đóng góp, chủ động ha. Thay vì ngồi lại chuyện nhỏ to tâm sự, chuyện trong nhà ngoài phố, nhất là quý bà, thói quen đó nhiều lắm. Thế là cứ ngồi kể chồng tôi thế này, con tôi thế kia, cháu tôi thế đó, gia đình tôi thế này thế đó. Ngừng hết cái đó đi. Ngần tư vấn thì gặp các thầy, các sư cô có năng lực chuyên môn để giúp cho chúng ta tháo mở. Còn đến là có cái tập trung làm công quả, làm Phật sự. Có rất nhiều Phật tử ta thích làm công quả những thứ mà không ai làm, đó là quét nhà vệ sinh, để tạo ra sự sạch sẽ cho sinh hoạt cộng đồng. Có người thích lao bàn thờ Phật, không thích làm việc khác. Có người thích vào nhà bếp để phụ bếp núc, công việc rất thầm lặng. Tức là ai thích lĩnh vực nào, có chuyên môn lĩnh vực nào thì tham gia đóng góp lĩnh vực đó. Thì làm công quả, làm việc phước, làm việc Phật, quả phúc chúng ta là người thụ hưởng chứ không ai khác. Cho nên kém tình nguyện trong việc làm phước là kém cơ hội tạo phước cho chính mình. Chúng ta phải chủ động việc đó. Vì đã hết giờ rồi.
thì hy vọng với bốn phương diện: chính thức quy Tam Bảo, đọc tụng kinh điển, thực tập thiền định, làm công quả Phật sự đó, sẽ giúp cho Phật tử tại gia trở nên hữu dụng, có giá trị và mang lại phước quả cho mình, góp phần phát triển Phật giáo, mang lại hạnh phúc cho cộng đồng. Nên rất kính mong mà các quý Phật tử cố gắng ha. Mặc dù đây là những vấn đề nó rất là sơ cơ, nhưng không phải ai cũng đã làm đủ hết đâu. Mọi người cứ tự đánh giá lại đi, bốn phương diện đó cứ nghiêm túc nha. Ở trong chánh điện bây giờ và trên lầu 1, lầu 3, ai làm được cả bốn phương diện đó thì giơ tay lên. Sao không thấy bàn tay nào vậy? Ai làm được 3 trong 4 giơ tay lên. Có một que thôi, hai que. Hay là khiêm tốn ngại không dám được. Ai làm được 2 trong 4 giơ tay lên. Vậy là không trung thực rồi, sao cũng có 2-3 que. Ai làm được 1 trong 4 giơ tay lên. Cũng không có ai giơ tay hết, như vậy là bất cỡ rồi. Tu mà không có mắc cỡ nữa. Ai không làm được điều nào trong 4 điều đó giơ tay lên. Cũng có người giơ tay nữa là nó không trúng rồi. Tức là phải tự vấn chính mình, tức là lấy mình làm một cái thước đo đánh giá nghiêm túc. Người ta có thể đánh giá mình sai, nhưng bản thân mình á, bằng sự khiêm tốn và chân thành, không thể đánh giá sai như mình được, và cũng không thể bơm phồng vào chính mình được. Nên cố gắng nha, làm sao đủ được bốn phương diện nêu trên thì quý vị mới thật sự là Phật tử thuần thành, Phật tử trong cổng chùa, còn mà không đó là Phật tử ngoài cổng chùa.